Xin chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh mình nha. Hôm nay vẫn là cái chủ đề tàu buôn chạy trong sông vô cảng Sài Gòn, cũng như là từ trong cảng Sài Gòn chạy ra ngoài biển ha các bạn. Thì trên màn ảnh nhỏ các bạn đang xem là một chiếc tàu buôn của Quang Hai, thì có thể gọi là Quang Hải các bạn, cho nó thân mật và dễ nghe hơn ha. Thì với cái độ cao các bạn thấy thì nó với những cái ngôi nhà mà ở phía dưới đó, các bạn thấy thì nó cái mức độ cao của nó như thế nào ha, cực kỳ là kinh khủng, nó cao ghê gớm thật sự. Thì chiếc này các bạn chờ mình chút xíu nha. Đâu rồi, đây, chiếc này là có tên là Quang Hai 287, đến từ đất nước Singapore, có nghĩa là mang lá cờ của Singapore ha. Thì chiếc này được đóng cách đây chỉ mới 2 năm thôi, vào năm 2021. Còn khá là mới. Mới là mới so với thời gian nha, nhưng mà nó chưa được bảo trì lại, thì các bạn thấy nó cũng có những cái dấu xét ở đây đây. Nước mặn thì độ hao mòn thì các bạn khỏi phải bàn cãi rồi, nó ăn mòn sắt với lại là những cái nước sơn này ghê gớm lắm. Và chiếc này có cái trọng tải mùa đông là 20.000 tấn. Sắp xỉ 21.000 tấn, và mùa hè là 20 sắp xỉ 24.000 tấn ha các bạn. Chiều dài 175m và ngang là 29m ha. Đang đi với cái tốc độ là 12 hải lý một giờ. Wow, anh nghiêng cái cua kìa các bạn. Và cái hướng anh đang đi là 80 độ là về cảng Sài Gòn ha. Quá cao các bạn ơi, những cái cây đó là không có xi nhê gì luôn rồi. Hầu như là những cái hãng Quang Hai này nè các bạn, là hầu như là của đất nước Singapore hết. Chiếc này thì nó hơi khẩm chút xíu rồi, cho nên là mình thấy cái phần mũi á đã lì xuống mặt nước á. Mình sẽ zoom lại gần cho các bạn xem rõ hơn một tí nè. Đây, hồi cái mặt, nguyên cái mặt trần dần như một con cú mèo các bạn, hết biết thật chứ. Quá trời, cái mặt từ tàu buôn luôn rồi. Và ở phía đằng sau thì cũng có một chiếc đang chạy tới nữa, đang bóp càng in nổi ha. Ôi ôi, anh đang ôm cua bẻ lái cua kìa. Mình không biết là cái vô lăng ở trên phòng thuyền trưởng thì nó sẽ bự như thế nào, hay là lái điện nó nhỏ như là một cái bánh cam đây. Ôi ôi, nhưng mà nói gì nói thì những cái mẫu tàu mà cái mũi như thế này là mình nhìn không có đã các bạn, nó nhìn nó hơi phèn phèn sao ha, nó không có được gọi là hấp dẫn như là những cái chiếc kia, cái chiếc ngọt cái mặt mà nó tròn tròn á, nhìn nó cực kỳ là phê ha. Đây là Quang Hai 287 đây, Singapore. Thật sự là mình thấy cái tốc độ của cái chiếc này là khá là nhanh ha, không có chậm đâu. Tại vì cái máy quay mình di chuyển liên tục mới kịp cái phần mũi của chiếc ghe. Ôi ôi, sóng ở phía sau là nó đang ầm luôn đó các bạn. Ôi, ánh nghiêng cô kìa các bạn ơi. Các bạn nghe thì nó có một cái âm thanh gì đó gọt gẹt ở phía sau á. Không biết là âm thanh bánh lái hay là âm thanh của cái gì đây. Ôi, nước đây nó rút con nè. Và tiếp theo ha, mình sẽ chuyển hướng ống kính để cho mọi người xem một cái chiếc tiếp theo cũng to không kém như chiếc này nha các bạn. Đây, cabin của phòng tài công là đang lú ra đây.
Trời ơi, ảnh cao quá kìa các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Hết biết rồi. Nhìn cái dàn cong phải nói là áp phê thiệt. Và chiếc này có tên Việt Nam là Bao Giờ Đói Phó. Tên Việt Nam là Bao Giờ Đói Phó, nghe cái tên phải nói là nó cực kỳ là dị ha. Đây là một loại tàu container đến từ Panama, thì chiếc này đóng vào năm 2020 nè các bạn, 3 tuổi, nhưng mà còn ngoại hình còn khá là đẹp. Thì chiếc này có chiều dài là 172m, chiều ngang là 28m ha, trọng tải là 18.600 tấn, trọng tải tối đa là 22.000 tấn ha các bạn. Quá kinh khủng rồi. Thì những cái chiếc ghe này mà nó chạy mà gần những cái loại là chạy gần những cái hàng cây như thế này đây, thì mình nhìn cái chiếc tàu nó sẽ gọi là hì hợm và to hơn rất là nhiều. Còn nếu như mà chạy ở ngoài khơi các bạn thì nhìn nó tương đối là bình thường ha. Tại vì không có cái gì mà so sánh với cái chiếc tàu á, cho nên là thấy nó không có gọi là kinh dị. Hãng tàu này hãng tàu cũng rất là lớn đây. Everend gì đây. 171 172m. Qua dữ dằn. Những cái mũi này là mũi trẻ sống ha, nhưng mà không biết là ở dưới ảnh có gọi là quả lê để gọi là triệt sống giúp tăng tốc không đây. Có hay không thì mọi người có thể cho mình một ý kiến trong phần bình luận nha. Đây là những cái thùng cong màu xanh là của hãng của tàu buôn luôn đây. Thì còn cái phần về phần ống bô, mình không biết là ống bô bự là của cái động cơ chính hay là như thế nào, mà mình thấy cái ống khói nó quá trời khủng các bạn. Dữ dằn thiệt chứ. Đây qua đó thì nó hơi xa, cho nên là mình không có nghe được cái tiếng bô với lại tiếng sóng. Thì cái phim của bạn coi nó sẽ không có hấp dẫn hơn các bạn. Phải chi mà nghe được cái tiếng sóng thì nó sẽ hay hơn. Quá trời, con mắt nó lồi ra con kìa. Panama là một cái con kênh đào cho những cái tàu buôn này nè các bạn, đi qua bên đại dương bên kia bằng một cái cách gọi là nâng thủy hạ thủy, đưa tàu lên núi. Cảng Panama, kênh đào Panama, thì các bạn có thể lên Google tìm kiếm cái từ khóa là
kênh đào Panama ha. Cái kênh đó là đưa tàu lên núi đó các bạn. Ôi ôi sóng kìa. Quá khủng khiếp. Ôm cô là không biết là ở trong phim các bạn xem nó có thấy cái độ nghiêng không á, chứ thật sự ở ngoài mình thấy nó nghiêng dữ lắm nha các bạn. Đây các bạn nhìn cái lái nè, nó nghiêng cực kỳ luôn, ghê thì trước kìa kìa. Trời ơi gì ghê vậy chàng, trời ơi nó nghiêng dữ dằn luôn các bạn. Coi nè, cái mặt nước này nó lú là một khúc luôn coi nè. Ôi ôi ở ngang thì chứ cái phần lái là nó nghiêng muốn hết cái phần lái luôn nè. Quá dữ thiệt chứ. Trời ơi còn cái phần mũi kìa, mọi người thấy kìa, hồi nãy là cái ký hiệu hình tròn đó là nó ngập trong nước đó các bạn, mà anh ôm cua một phát là nó nổi lên luôn. Biết là bệnh mình bị cái gì ha, nhưng mà mình nhìn sóng nó nhấp nhô là bắt đầu là cơ thể mình nó nhấp nhô theo các bạn. Ôi ôi có kìa, dữ thần thiệt chứ. Ok bây giờ mình sẽ chờ đợi tiếp chiếc tiếp theo nha. Tiếp theo mình sẽ mời các bạn xem một chiếc tàu thương hiệu Việt Nam. Tại vì hiện tại thì chiếc này đang mang những cái lá cờ của Việt Nam chúng ta, thì mình tạm gọi là thương hiệu Việt Nam nha, nhưng đóng thì nước nào mình không biết, thì không biết thì nó không biết, để cho các bạn thông cảm với mình nha. Thì chiếc này nó cũng gọi là hơi cũ các bạn, đóng chiếc này đóng vào năm 1996 thì đến nay thì cũng khá là lớn tuổi rồi, cũng tầm 20 mấy năm rồi các bạn. Chiếc này nó có cái tên Việt Nam tội gọi là Đại Tây Dương, không biết nếu mà dịch ra có đúng không ta, Đại Tây Dương ha. Thì chiếc này thì nó có trọng tải là chỉ có 4.800 tấn thôi, sao mà thấy nó to nhưng mà con giờ có 4.000 tấn ha. Nhìn tính ra nó gọi là không phải gọi là dạng siêu khủng ha, nó chỉ bự hơn chiếc xà lan chút xíu, lý do là vượt biển làm cái phần mũi cũng như là cái cabin thì nó sẽ cao hơn 4.000 tấn ha các bạn, mà chở tối đa luôn là 6.000 tấn, dài 113 m, bề ngang thì chỉ có 19 m thôi, khá là ốm. Chiếc này thì đang từ ở bên cảng Vũng Tàu chạy về đây, nhưng mà điểm xuất phát đầu tiên là ở trên Đà Nẵng ha. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái lá cờ của Việt Nam đang phất phơ đây. Ở trên thì có mấy cái radar, tiếng động cơ thì nghe khá là hì hòm. Còn đây là cái gọi là phao cứu sinh nè, khi mà trục chặt sự cố gì đó thì các thủy thủ đoàn cũng như là thuyền trưởng sẽ vô trong này để mà thoát hiểm ha các bạn, nhưng mà ít có ai muốn sử dụng cái đó lắm các bạn ơi. Đây phần phía trước, cái phần này là để cho những anh thủy thủ khi mà vô tới cái chỗ nào đó thì sẽ cho một người ra đó đứng để mà quan sát cái chỗ cái lồng đó các bạn. Đây. Tiếng máy rất là ghi gòm luôn. Tiếng máy mình sao mình thấy cái nghe nó giống như là một cái máy bình thường vậy ta, nó không có hì hòm lực như là những cái động cơ của cái chiếc tàu buồng lớn ha.
Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Video của mình đến đây là xin tạm dừng. Thì hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh và cũng như like video nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.